Xin chào quý khách hàng, mấy hôm nay bận làm cái loa bi audio để giao cho khách đó mọi người, thì không có thời gian đăng mấy cái video. Rất là nhiều khách hàng cứ hỏi em là ủa sao dạo này không thấy đăng mấy cái đồ của CIF nữa, bộ nghỉ bán CIF rồi hay sao? Thì thông tin chia sẻ cho mọi người là không có nghỉ nha mọi người, vẫn bán bình thường ha. Thì hôm nay em sẽ đăng cái bộ vàng của CIF cho mọi người cùng xem nhé. CIF thì bên em sẽ gọi là mình lược lại một số sản phẩm, một số mã em thấy ok thì em tiếp tục kinh doanh ha mọi người. Đầu tiên sẽ là cái cặp loa CIF X12 Pro, vẫn tiếp tục buôn bán ha mọi người ha. Micro MI9 Pro, model này là bên em bán thường xuyên ha mọi người. Tiếng rất là ok, con đẩy quen thuộc CIF, con Win 28. Thì song song với đó em sẽ có cái model là TS28 nữa nha mọi người. Thì cũng chia sẻ với mọi người hiện tại là vang S800, S900, BAK45 Plus là có hàng rất là dồi dào ha mọi người ha. Đơn giá là mọi thứ gọi là thị trường thay đổi nhưng mà bên em vẫn giữ nguyên giá trị bán ra từ lúc trước cho tới bây giờ, không có tăng không có giảm gì hết ha mọi người ha. Rồi bây giờ thì em sẽ cố định cái vị trí chân máy và chia sẻ cho mọi người một số thông tin về cái bộ vàng này ha. 6, 7, 8, 9, 10. Đây là tiếng của CIF MI9 Pro nha mọi người. Qua cái con vang lừng danh của DB Acoustic S900. Con này thì thời gian vừa vừa rồi là rất là nhiều khách chuộng con này. Nhưng mà cái đợt dịch á, sau đó nó cháy hàng cho đến thời điểm hiện tại là hàng nó mới có lại ha mọi người ha. Giá thì vẫn không đổi so với trước đây. Cặp loa mọi người đang đang nghe tiếng qua là CIF X12 Pro. Con này tiếng ok đúng không? Con này thì giá nó cũng phải dùng từ là hơi bị đắt cái ha mọi người ha. Bởi vì nói chung là cái driver của Lavoisier của Made in Italy thì nó sẽ đắt hơn so với những cái model khác ha. Thì cái combo này, mấy cái sản phẩm này bên em đã giới thiệu rất là quen thuộc rồi, không có gì mới cũng không có gì lạ ha mọi người. Hôm nay thì em sẽ test cái effect con này cũng như hát tặng cho mọi người nghe một đoạn thôi ha. Thì nói chung là mấy sản phẩm nó quá quen thuộc rồi còn gì nữa đâu, ghê gớm. Đúng mọi người, tiếng bên ngoài như thế nào là tiếng trong này nó như vậy nha. Em sẽ cho cái effect nó sẽ lên, nó sẽ rơi vào khoảng 30, 6, 7, 8, 9, 10. Nghe nhiều không? Ừ nhiều vậy chứ chút nhạc nó vô nó cũng nhiều đâu nha mọi người nha. Nhạc vô. Bài hát này mang tên là Nhịp Cầu Tri Âm. Mọi người thấy nhiều không? 6, 7 cũng hơi nhiều ha. Cho nó bớt lại chút. 29. Ok. Tôi ở đồn xa nhịp cầu dính mong nói tri âm muốn em ở thành đô ngày hay gì một câu thơ qua điều lòng cảm mến oai nghiến hay đèn hồng lan đào diễm hằng ngày nghe nói tên một quen để rồi đến thăm hậu giang tôi cùng kiếm miền Trung tôi cũng tìm nói nhịp cầu duyên của người anh linh chiến em xin nhắn lời bao tuổi người ơi đường tình đã lên đôi thật lòng đừng lừa dối không đẹp xấu lòng được bao chiến công mây cầu thành thật ước mong vì sinh ra phận gái hỏi ai không lấy chồng thấy nhiều em cô quá mọi người thấy nhiều quá nó tiếng nó cũng hơi bị ghê ghê ha nhưng mà đa phần khách hàng của mình đó là chơi karaoke gia đình thì mình phải cho nhiều nhiều echo chút cho nó dễ, nói chung là đại đa số người dùng. Còn khi mà mình hát khỏe rồi thì mình bớt echo lại cũng chả sao hết mọi người ha. Cá nhân em thì em thấy nêm miếng echo vô thì em thấy tiếng nó dày hơn, nó đã hơn, hát nó cũng mượt mà hơn, nó cũng dễ chịu. Thì mọi người sẽ có một sở thích ha. Khách hàng thích echo thì em thêm echo nhiều, khách hàng không thích echo, ghét echo, thích reverb thì em cho reverb nó nhiều hơn. Thì đối với cái con S900 này, chia sẻ thật với mọi người ha. Cái reverb của nó thì nếu mà so với lại cái con S800 này thì nó không bằng đâu nha mọi người.
Thật sự ha, cá nhân em đánh giá thì con này nè, S800 nè, với cái số tiền mình bỏ ra ít hơn con này ha. Nhưng mà cái phần reverb của con này nó đã lắm. Reverb nó độ cái độ mà gọi tơi nhuyễn và vang xa ra vậy nè, con này nè. Nghe nó rất là đã ha. Còn cái echo thì cái con nào khi cho nhạc lên thì nó cũng bị gọi là gì? Gọi là bị vùi lấp một một tí ha. Thì khách hàng mà có cái nội lực chút xíu thì hát cái con nào cũng ngon hết ha. Thì hai con này nếu mà em có tiền ha, nếu mà em có tiền thì em chơi con S900. Còn nếu mà tài khoản ít ít chút xíu thì em chơi con này. Thì em hát hai con thấy cũng như nhau ha. Con nào cũng hay hết ha mọi người. Và ai chơi dở thì con nào cũng dở ha. Video em chia sẻ cho mọi người là CAF cờ AF cá heo. Bên em vẫn tiếp tục kinh doanh, vẫn tiếp tục buôn bán. Không có nghỉ nha mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này. Thank you.